Huấn luyện viên Park tháo huy chương bạc sau khi nhận từ ban tổ chức. Huấn luyện viên Park Hang-seo buồn bã, tháo huy chương bạc khỏi cổ sau khi nhận từ ban tổ chức tại lễ trao giải AFF Cup 2022. Tối ngày 16 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo tháo huy chương bạc và cầm trên tay ngay sau khi nhận từ ban tổ chức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được nỗi buồn vì tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân vận động Tham Ma Sát. Trước đó, huấn luyện viên Park được chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao huy chương bạc. Lãnh đạo VFF ôm nhà cầm quân người Hàn Quốc để cảm ơn những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam trong hơn 5 năm qua. Huấn luyện viên Park không thể hoàn thành mục tiêu đánh bại Thái Lan để giúp Việt Nam lần thứ 2 vô địch AFF Cup. Trong hai giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam đều phải nhận thất bại trước người Thái. Huấn luyện viên Park gượng cười khi chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Điều an ủi với tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay là tiền đạo Tiến Linh giành danh hiệu đồng vua phá lưới với Tiresin Dangda cùng 6 bàn thắng. Huấn luyện viên Park bắt tay động viên học trò sau thất bại. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới huấn luyện viên Ponting và tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup 2022 dù có đội hình mạnh nhất. Huấn luyện viên Park gửi cảm ơn và tạm biệt các cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Tham Ma Sát. Ông sẽ hết hạn hợp đồng với VFF vào ngày 31 tháng 1. Sau hơn 5 năm gắn bó, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp Việt Nam gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường khu vực và châu lục như Á quân U23 châu Á, hạng tư ASEAN, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019, giành huy chương vàng SEA Games 2019-2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.